Những ngày Hà Nội nắng nóng, từ 17 giờ chiều hàng ngày, người dân rủ nhau ra hồ Đầm Tròn tại làng Đông Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội để tắm giải nhiệt. Càng về chiều, lượng người đổ về càng đông hơn. Những người tắm và bơi lội tại đây có nhiều lứa tuổi. Trẻ em được phụ huynh trang bị phao và các thiết bị an toàn như thế này. Chỗ này kín hết, đông lắm. Mình cũng hay thường xuyên ra đây vì cũng bơi đây cũng cả tháng rồi. Thì bơi ở đây thì một là hồ nó rộng và thoải mái. Nhưng mà đặc biệt là cái vấn đề an toàn thì mình lúc nào mình phải mang cái phao. Biết bơi rồi nhưng mà vẫn phải mang phao để giữ an toàn cho mình. Thấy trẻ em cũng đang cũng bơi nhiều và người lớn đi qua cũng cho ra đây bơi nhiều. Khác với bãi tắm, bể bơi có người quản lý, việc tắm tự phát ở hồ thường không đủ an toàn. Một số nơi nước sâu tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo nhiều người dân, hồ Đầm Tròn thường xuyên xảy ra đuối nước. Tuy nhiên nơi đây thu hút đông người dân bởi không gian rộng, nước hồ tự nhiên nên rất mát và không mất vé.